ghi tên đi. Nào bắt đầu. Nào bắt đầu nha, từ từ nào, bắt đầu. Làm đi. Rồi xong, đi ra tập thể dục. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Được rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.